Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ cháy ngày 12 tháng 5 tại quán bar Swing ở địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã khiến 3 người tử vong. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi cháy lan ra cửa chính và tầng trên ngôi nhà 4 tầng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 14 giờ chiều. Một người dân sống trên phố Văn Cao cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, bên trong quán bar có một số nhân viên nữ bên trong. Sau khi ngọn lửa bùng lên, họ chạy lên tầng thượng phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó, có một nữ nhân viên may mắn chui được ra ngoài và được người dân địa phương ứng cứu kịp thời. 3 nạn nhân tử vong đã cố thoát ra ngoài nhưng bị mắc kẹt lại. Khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng khẩn trương xử lý, sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực, ngăn không cho cháy lan xung quanh. Lực lượng cứu hộ rất cố gắng nhưng do nhà ống lại trong khu dân cư đông đúc, ngọn lửa quá lớn nên không thể giải cứu nạn nhân. Được biết, 3 nạn nhân tử vong đều là nữ, có tên là Y, tên viết tắt, Ng, tên viết tắt và Nh, tên viết tắt, đều được cho là đang làm việc tại quán. Vào lúc khoảng 18 giờ, thi thể của các nạn nhân được chuyển về nhà xác thuộc Trung tâm Pháp Y, Sở Y tế Hải Phòng để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra. Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa phương tiện dập tắt đám cháy. Khoảng 16 giờ 30, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, không để tái cháy và chống cháy lan, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và khống chế thiệt hại vụ việc. Đến 22 giờ tối ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền phát đi thông cáo báo chí về vụ hỏa hoạn. Cơ quan chức năng đã xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người ở trong căn nhà, 1 người được giải cứu, 3 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Quận Ngô Quyền đã tổ chức thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng, hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng, động viên người được giải cứu và hỗ trợ 5 triệu đồng. Việc tăng cường các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết để giảm rủi ro cháy nổ. Theo VN Express, các quy định về phòng cháy chữa cháy được siết chặt hơn từ giữa năm ngoái sau nhiều vụ cháy lớn. Đồng thời, việc các thông tư hướng dẫn cho Nghị định 136 có hiệu lực từ đầu năm 2021 rải rác được ban hành trong nửa đầu năm 2022 cũng khiến việc thẩm định phòng cháy chữa cháy ở các doanh nghiệp bị đình trệ. Nhìn nhận cơ quan chức năng đã vào cuộc tháo gỡ, nhiều doanh nghiệp cho rằng vẫn có độ vênh trong cách hiểu và thực thi khiến vướng mắc về phòng cháy chữa cháy chưa thể giải quyết ngay. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, 18 dự án tổng trị giá gần 3.100 tỷ đồng năm ngoái đã bị ảnh hưởng vì những tiêu chuẩn mới của Nghị định 136. Với quy định mới của Nghị định này, danh mục dự án công trình phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy cùng nhiều tiêu chuẩn cho nhà xưởng của doanh nghiệp tăng hơn trước. Một số yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được cho là khắt khe hơn, thậm chí là cứng nhắc do bị siết đột ngột. Theo quan điểm của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng ban hành lúc tháng 6 năm 2022, tiêu chuẩn mới không những không cao, không cứng nhắc mà còn có những điểm có lợi cho doanh nghiệp. Đại diện cơ quan này dẫn chứng, quy định mới đã giảm yêu cầu về giới hạn chịu lửa với màn ngăn cháy, vách kính, cửa kính, bật chịu lửa với nhà xưởng. Tiêu chuẩn về sơn chống cháy, điểm nghẽn lớn được các doanh nghiệp phản ánh cũng không cao, không mới. Các nước trên thế giới, trong khu vực đều áp dụng như vậy. Mặt khác, theo ông, trong quy định cũng không bắt buộc phải dùng sơn chống cháy. Doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn để thay thế như phun, trát vữa, dùng thạch cao chống cháy hoặc sử dụng các giải pháp kỹ thuật làm mát bằng nước, dung dịch chống cháy. Đơn vị nào xây cột bê tông bằng cốt thép thì không phải sơn mà được nghiệm thu ngay. Việc khó thẩm định sau khi thi công, một phần do doanh nghiệp đã đi thuê đơn vị tư vấn thiết kế bên ngoài không theo chuẩn. Doanh nghiệp toàn sơn bừa, thi công dự án trước khi có kết quả đốt, chưa có thiết kế tính toán chịu lửa. Từ đó khiến sơn không đạt nên không thể nghiệm thu, đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy giải thích. Cũng theo vị đại diện này, không thể cắt giảm quy định được mà buộc doanh nghiệp phải đáp ứng. Chúng tôi không thể vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn. Nếu tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động để khắc phục dần, nhỡ chưa hoàn thiện thì xảy ra hỏa hoạn, ai chịu trách nhiệm? Theo thông tin từ Vietnamnet, trong năm 2022,
Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo rà soát công tác cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định, nghiên cứu, đề xuất quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Bộ Công an phối hợp với các địa phương tổng kiểm tra, rà soát toàn quốc về an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao như chung cư, nhà cao tầng, quán karaoke, vũ trường, quán bar. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý bắt buộc khắc phục với cơ sở đưa vào sử dụng nhưng không đảm bảo an toàn. Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát, sửa đổi, ban hành mới quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào thiết kế nhà ở riêng lẻ. Nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích khác cần có tiêu chuẩn an toàn mới về phòng cháy chữa cháy. Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về sử dụng điện sau công tơ để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình. Tại hội nghị tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy chữa cháy diễn ra vào ngày 11 tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo phòng PC07 đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp an tâm sản xuất, báo Tuổi Trẻ thông tin. Đại diện các doanh nghiệp đặt ra nhiều ý kiến về những vướng mắc và đề xuất tháo gỡ. Cụ thể, các doanh nghiệp thuê mặt bằng ở các tòa nhà hiện hữu trước đây đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Để phù hợp với yêu cầu hoạt động thì phải cải tạo, sửa chữa và được thẩm duyệt, nghiệm thu lại theo tiêu chuẩn hiện hành. Bà Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, băn khoăn những quy định phòng cháy chữa cháy mới làm cho doanh nghiệp ít nhiều cảm thấy rối ren, tốn nhiều thời gian, chi phí để thực hiện. Tôi đang xây dựng nhà xưởng trên đất khoảng 15.000m2 ở khu công nghiệp Hiệp Phước. Theo luật phòng cháy chữa cháy, nếu khu công nghiệp đi vào hoạt động thì phải đạt được tiêu chí phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi xây dựng nhà kho từ tháng 3 năm 2023. Hồ sơ bị trả rất nhiều lần, rất nhiều quy định mà tôi nghĩ là không thể làm được, bà Giàu bày tỏ. Bên cạnh đó, bà Giàu còn cho rằng bây giờ yêu cầu doanh nghiệp phải có bãi đỗ xe, phòng cháy chữa cháy là điều không phù hợp với doanh nghiệp trong khu công nghiệp và cần có bể nước phòng cháy chữa cháy cũng khó khả thi, gây lãng phí khi trong khu công nghiệp đã có hạ tầng chữa cháy. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều khu công nghiệp hiện nay có quỹ đất khan hiếm, các doanh nghiệp sẽ xây nhà xưởng cao tầng, nên khi làm thủ tục thẩm định lỗ thông tầng làm theo kiểu khoang chống cháy sẽ không hợp lý. Các thủ tục xét duyệt nghiệm thu còn nhiều vướng mắc. Chủ đầu tư cần đối thoại trực tiếp sẽ tốt hơn là giao cho các đơn vị tư vấn phòng cháy chữa cháy, do mỗi đơn vị tư vấn một kiểu. Để cải tạo, sửa chữa theo quy định mới, việc khó khăn nhất là không được gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Việc này cũng cần sự đồng thuận của các đơn vị cho thuê và nhiều cơ quan quản lý xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Trả lời những băn khoăn của doanh nghiệp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, nhận trách nhiệm của Công an thành phố Hồ Chí Minh khi để cho các doanh nghiệp bức xúc, khúc mắc về quy định phòng cháy chữa cháy và không an tâm trong tổ chức sản xuất, mở rộng sản xuất nhiều thời gian qua. Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để an tâm sản xuất. Sắp tới, mỗi sáng thứ năm hàng tuần, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp doanh nghiệp tại phòng PC07 để giải đáp những thắc mắc về các quy định phòng cháy chữa cháy. Lực lượng sẽ hướng dẫn một cách đầy đủ về quy định liên quan. Đó là các vấn đề về kết cấu nhà xưởng, công trình, vật liệu cháy, lối thoát nạn, hệ thống, bể nước. Để chúng ta thống nhất với nhau, hiểu cho đúng và thực hiện cho đủ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, Thiếu tá Đoàn Tự Lập, trưởng phòng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy Cục C07 Bộ Công an, giải đáp đối với các nhà xưởng, nhà kho xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đã có hạ tầng về cấp nước, chữa cháy ngoài nhà thì có thể được xem xét sử dụng hạ tầng cho cung cấp chữa cháy ngoài nhà. Còn đối với chữa cháy trong nhà, căn cứ theo tiêu chuẩn hiện hành, có thể phải trang bị hồng nước chữa cháy trong nhà và hệ thống chữa cháy tự động nếu có. Bên cạnh đó, không phải tất cả các nhà và công trình đều phải nâng bậc chịu lửa.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.